Nếu quý vị thường xuyên theo dõi các chương trình khởi nghiệp thì hẳn đã rất quen thuộc với chàng trai người dân tộc Nùng, anh Phan Văn Tuân ở xã Hảo Nghĩa, huyện Na Rì của tỉnh Bắc Cạn, giám đốc hợp tác xã Trần Phú. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại gặp lại anh Tuân, nhưng mà không phải là với những mô hình nuôi gà mà anh đã tham gia trước đó nữa, mà ngày hôm nay thì anh Tuân sẽ đăng ký tham gia mô hình nuôi lợn. Và chuyên gia Phạm Đức Vũ, người đồng hành cùng với tôi hôm nay, sẽ tiến hành đến trang trại của gia đình anh Tuân để khảo sát mô hình nuôi lợn của gia đình anh. Đối với các nông hộ khởi nghiệp của kênh VTC16 ấy, thì không phải chỉ đến anh Tuân mà cũng có rất nhiều người đã từng tham gia hai mô hình khác nhau rồi ạ. Thì chuyên gia thấy là cái việc lựa chọn từ nuôi gà xong lại chăn nuôi lợn của anh Tuân như thế nào ạ? Qua thực tế ở cái khu vực Bắc Cạn cũng như là nhu cầu thị trường, thì chúng tôi nhận thấy đây cũng là một cái lợi thế mà cũng muốn động viên anh Phan Văn Tuân triển khai tiếp cái mô hình này. Và một cái thế mạnh của anh Tuân nữa là anh đã có một cái thị trường tiêu thụ cái gà thịt, người dân và các khu vực lân cận cũng đã biết đến anh Tuân rất nhiều rồi. Và chúng ta hôm nay lên cùng anh Tuân để khảo sát cái điều kiện chăn nuôi. Nếu mà đáp ứng được thì sẽ cùng anh Tuân khởi nghiệp trong số tiếp theo. Vâng ạ. Anh Tuân thì còn có mong muốn là phát triển cái mô hình nuôi lợn và cùng với các thành viên trong hợp tác xã giúp đỡ những bà con, đặc biệt là bà con đồng bào dân tộc thiểu số có thể làm giàu. Vậy thì liệu anh có thực hiện được cái dự định đó của mình hay không? Thì chúng ta sẽ cùng chờ kết quả. Chuyên gia Phạm Đức Vũ sẽ khảo sát mô hình nuôi lợn của anh Tuân trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin mời chúng ta. Mong sao các cái nông hộ khởi nghiệp cứ mỗi một giai đoạn lại có sự phát triển mới. Vâng. Anh Tuân à? Vâng, chào thầy, chào em. Em chào anh. Vâng. Chào em nhé. Em chào anh, xin chào. Vâng, chào thầy. Chúc sức khỏe. Vâng. Hôm nay thì chương trình lên theo nguyện vọng của anh là anh có cái hồ sơ đăng ký là khởi nghiệp với mô hình chăn nuôi lợn bản địa. Vâng. Báo cáo với chuyên gia cũng như báo cáo với ekip chương trình là qua quá trình khởi nghiệp ấy thì hợp tác xã chúng tôi cũng như bản thân chúng tôi thì khi mang sản phẩm con gà đi làm thị trường, chúng tôi phát hiện thấy là thứ nhất là về cái nhu cầu thực phẩm sạch cũng như là đặc biệt là cái lợn lợn đen bản địa hay còn gọi là lợn mán ở Bắc Cạn ấy thì là có cái thị trường ở Hà Nội là nhu cầu thị trường là rất là cần rất là nhiều. Đặc biệt là trong năm 2019 thì chúng tôi cũng đã có cái cửa hàng bán ở dưới Hà Nội. Tuy nhiên vì cái số lượng đầu vào của bản thân chúng tôi thì lại rất là còn hạn chế là thứ nhất. Thứ hai là cái con giống hiện nay thì nó cũng đã bị thuần hóa cũng như là mai một đi, thì hiện nay cái giống nó rất là khan hiếm. Trong khi đó thì người dân thì đang nuôi chăn nuôi rất là nhỏ lẻ. Chính vì nhỏ lẻ thì chúng tôi không theo dõi được cái xuất xứ từ con giống sản xuất ra ngày nào và đã làm quy trình vaccine gì. Thì chính vì vậy là chúng tôi không đưa vào cái lò mổ được. Chính vì vậy là chúng tôi hiện nay là chúng tôi tiếp tục là quyết định bàn bạc với một số thành viên trong hợp tác xã là sẽ tiếp tục mở rộng một trại giống lợn đen bản địa. Để có thể được tham gia khởi nghiệp với mô hình nuôi lợn, cũng như các nông hộ khác, anh Tuân phải vượt qua 5 tiêu chí khảo sát của chương trình: vị trí, chuồng trại, vốn, nhân công và con giống. Chuyên gia Vũ tiến hành khảo sát tiêu chí đầu tiên là vị trí địa lý. Anh Tuân dự định sẽ sửa sang lại chuồng gà cũ để làm chuồng nuôi lợn nái sinh sản. Tại cái khu mà anh ấy muốn để làm thành chuồng nuôi lợn ấy, em thấy là nó cũng đang nằm ở trong khu chăn nuôi gà đúng không ạ? Thế nhưng mà diện tích của anh nó lại rất là rộng và các khu nó cũng rất là cách biệt nhau. Thế thì nó lại, em đang thấy là 50-50 đây. Thì bây giờ chuyên gia sẽ là người kiểm tra và xác định xem là cái khu này có nuôi lợn được hay không. Vị trí chăn nuôi là anh đáp ứng được. Vì ở đây cái khu diện tích và cái khu chăn nuôi nó cũng khá xa khu dân cư. Và nó đáp ứng được cho cái điều kiện chăn nuôi. Vì cách ly hoàn toàn với khu dân cư. Đấy là một trong những tiêu chí đầu tiên. Anh Tuân đã đạt được tiêu chí đầu tiên là vị trí địa lý. Chuyên gia Vũ tiếp tục khảo sát tiêu chí về chuồng trại. Trước tiên, hãy cùng nghe kế hoạch của anh Tuân về việc sửa chuồng gà thành chuồng lợn như thế nào.
Em chia thành các khu, ví dụ như khu đầu tiên này em sẽ là để cái lợn con mà sau khi mà đẻ ra tách sữa ra thì em sẽ tách biệt riêng ở một chỗ. Dự kiến của em là có khoảng 15 ô là để cho lợn nái là đang đẻ và chờ đẻ. Mỗi ô khoảng 2,5 đến 3 m. Sau đấy là em tiếp tục chờ cho một số ô là ví dụ như lợn đực giống thì dự kiến của em là có 3 con lợn đực giống. Cái hệ thống chuồng trại hiện nay đối với chuồng nuôi gà thương phẩm với chuồng lợn nó khác nhau về mặt kỹ thuật rất là nhiều. Thế thì bây giờ anh chỉ tận dụng được cái toàn bộ cái diện tích bên trong cộng với cái mái thôi. Đúng rồi. Thế còn lại là anh phải sửa sang hết tất cả các cái ô chuồng với lại thiết kế lại toàn bộ. Tận dụng chiều dài của chuồng gà là 50 m và chiều rộng là 6,8 m, anh Tuân dự định ngăn thành hai dãy chuồng lợn, lối đi ở giữa 0,8 m. Sau khi chuyên gia bàn bạc, hướng dẫn và thống nhất với anh Tuân, khu chuồng nuôi lợn sinh sản của anh được thiết kế như sau. Từ cửa vào, hai ô đầu tiên nuôi lợn con mới cai sữa. Sau đó là khu vực nuôi lợn nái mang thai, lợn nái hậu bị. Ở giữa là khu vực nuôi lợn đực. Cuối cùng là khu vực nuôi lợn dự phòng để tiêm vaccine và lợn chờ xuất bán. Chúng ta sẽ bố trí cái một lối đi ở giữa này, đúng không? Thế thì cột này là chúng ta phải di chuyển. Một là di chuyển vào tim của cái tường chắn ở bên này. Đúng rồi. Hoặc là tim ở bên kia. Vâng. Hai nữa là cái nền này này là sau này chúng ta sẽ phải nâng lên, ví dụ như bên trong ấy sẽ thành hai cấp để đến lúc mà ví dụ như là tạo độ dốc mà, tạo độ dốc để cho khi mà mình vệ sinh rửa ấy, là nó khô luôn. Thế còn đối với cái vách này ấy, là bây giờ là chúng ta phải loại bỏ hết. Loại bỏ hết và đằng sau là chúng ta xây cái tường gạch. Vâng. Thì mới được. Đúng rồi. Chưa? Vì cái tường gỗ này thì nuôi lợn là sẽ nước nhiều, độ ẩm cao, gỗ nó rất nhanh mục. Vâng. Vì cái khẩu độ dãy chuồng của mình khá dài, 50 m. Vâng. Thì mình chia 25 m chảy về đằng xuôi, 25 m chảy về ngược. Thì nó sẽ đảm bảo được cái độ thoát nước thải nó sẽ tốt. Ngoài khu chuồng này dự định nuôi lợn nái sinh sản, anh Tuân còn một khu đất khác chỉ dành để nuôi lợn thương phẩm. Chuyên gia Vũ sẽ tiếp tục đi khảo sát khu đất này. Đây là khu đất rộng 1 hecta anh Tuân đã mua lại của bà con trong vùng. Đường đi lại vẫn chỉ là đường bờ ruộng như thế này. Anh Tuân dự kiến sẽ làm đường đi vào khu đất này trong thời gian tới. Sau 15 phút di chuyển thì chúng tôi đã đến được khu đất anh Tuân dự định nuôi lợn thịt. Và khu này thì cũng vẫn còn rất là hoang sơ. Không biết là anh Tuân anh có dự định như thế nào đối với cái khu đất này ạ? Khu vực này thì chủ yếu là để là nuôi lợn là thịt thôi. Lợn thả rông tự nhiên của khu vực này. Rồi là chui vào những cái hang đá, mưa ít nó chui vào hang đá vừa tìm ăn vừa trú ẩn ở đấy. Khu vực này thì rất là nhiều cái hang đá ở trên này thì có. Nhưng mà em thấy nó rất là rộng như này, làm nào anh có thể quản lý được lợn? Gần như là những cái chỗ đấy là mình chỉ rào lưới sắt B40 vào thôi. Và nó có một số những cái tự nhiên là có những cái tảng đá sắn gần như là cái rào rồi. Bây giờ mình không rào không đáng kể bao nhiêu đâu. Tức là anh đã quay sẵn cái khu vực của mình lại. Vâng, vâng. Thế nhỡ có bị sợ mất trộm không? Không, ở đây không sợ. Thế có người vẫn lại tiếp tục mở rộng một công nhân nữa về đây. Tức là ở đây có thể nuôi được khoảng 200-300 con trở lên. Với cái mô hình nuôi lợn thịt bản địa thì nó với cái tập tính là hoang dã mà mình chăn thả tự nhiên như thế này thì rất phù hợp. Thế thì với cái diện tích 1 hecta này là hoàn toàn đáp ứng được anh nhá. Thế chỉ có điều là chúng ta phải có cái lưới B40 hoặc rào ở phía đằng trước đây. Theo đằng sau đây là toàn các cái vách núi đá rồi thì nhưng mà mình cũng phải kiểm soát làm sao cho nó tốt. Theo chuyên gia Phạm Đức Vũ, dù nuôi lợn chăn thả không cần phải xây dựng chuồng trại, nhưng anh Tuân vẫn cần phải có lán để che chắn cho lợn. Với cái điều kiện diện tích này chúng ta chỉ cần xây cái lán để cho nó trú nắng trú mưa thôi là được rồi. Thế còn đâu để cho nó hoang dã, đến giờ ăn thì gọi nó ra cho ăn, xong rồi để nó vận động tự nhiên thôi. Thế khu vực mà anh định xây lán cho lợn ấy thì anh định xây ở đâu ạ? Thì đáng tính là có thể là một là ở vị trí này, hai là ở vị trí dưới kia. Ở dưới kia thì nó rất nhiều mô đá, rất khó.
Thế nhưng mà chúng ta xây ở cái chỗ này có địa thế mặt bằng này. Vâng. Đến lúc ví dụ như là chúng ta có cái tác động ví dụ như là đến lịch tiêm vaccine chẳng hạn. Vâng. Hoặc là một cái gì đó tác động đến con lợn chẳng hạn. Mà cái hệ thống lán trại ở đây ấy, thì nó sẽ thuận lợi hơn. Xây ý của em là xây ở đâu thì mình làm cái sân ăn ở đấy. Rồi. Chỉ cần mình sẽ luyện từ đầu là chỉ cần thổi còi là lợn nó đến thì mình sẽ luyện ngay từ đầu, ý tưởng là như thế. Như chuyên gia cũng thấy đó là một mô hình cũng rất là tiềm năng và chúng tôi cũng đang rất là chờ đợi để xem sau này anh Tuân anh ý thổi còi một cái là lợn sẽ chạy về như thế nào. Ý định kế hoạch là như thế. Huấn luyện đi lợn như thế nào. Vâng. Như vậy là khu đất này là chuyên gia chốt lại là đã đồng ý cho anh Tuân để anh có thể xây dựng khu nuôi lợn thịt tập trung. Với diện tích đất rộng rãi, giống lợn đen bản địa mà anh Tuân lựa chọn nuôi có thể vận động nhiều, ăn thức ăn tự nhiên. Đây là hướng đi đúng đắn trong việc hướng tới những sản phẩm an toàn, chất lượng, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng. Đối với mô hình chăn nuôi lợn đen bản địa của anh Tuân, thì chuyên gia đã đồng ý cho anh xây dựng ở trên hai vị trí mà chúng ta vừa mới khảo sát. Bây giờ thì anh Tuân sẽ nêu kế hoạch chăn nuôi cũng như là số vốn nhân sự để chuyên gia có thể nắm được và xem là có hợp lý hay không. Dự kiến của tôi thì là xây dựng chuồng trại ấy là hết là 240 triệu. Các em ở đây là có một cái người dân tộc Dao gọi là có những cái thuốc thảo dược ấy, chỉ người dân tộc Dao, dân tộc bọn anh mới biết thôi. Thì là em lúc mà lợn đẻ thì sẽ tận dụng lấy cái đấy về làm thức ăn cho lợn nái thì nó sẽ giảm được một số cái lúc mà cái lợn con mới đẻ ra thì nó sẽ giảm được một số bệnh tật cũng như là một số cái tiền thuốc. Vì đây là lợn ta, lợn đen thì kết hợp với chăn thả thì mình không tốn nhiều thức ăn như lợn công nghiệp. Để có thể thuyết phục được chuyên gia Phạm Đức Vũ, anh Tuân đã đưa ra bản hạch toán chi phí chăn nuôi chi tiết cụ thể như sau. Tổng chi phí khoảng 600 triệu đồng. Riêng cái thuốc thú y ấy, hiện nay ấy, thì đối với bản địa thì nó có một cái đặc tính là cái sức chịu đựng và sức đề kháng rất cao. Vâng. Nhưng chúng ta cũng không quá chủ quan trong vấn đề phòng bệnh, đặc biệt là các bệnh do virus. Chúng ta phải tiến hành tiêm đầy đủ các loại vaccine giai đoạn. Thế còn những cái vấn đề khác, ví dụ nhân công, điện nước và các chi phí khác, anh để như thế này, dự toán như thế này là tôi thấy hợp lý rồi. Thế thì về tổng chi phí mà anh có khoảng 600 triệu là anh có thể duy trì tốt được cái việc chăn nuôi đối với mô hình nuôi lợn nái. Anh Tuân đã đạt được tiêu chí về vốn, vậy còn nhân sự thì sao? Anh sẽ phải đảm bảo như thế nào khi vừa nuôi gà thương phẩm, gà hướng trứng và chăn nuôi lợn? Chúng tôi có liên kết với trường cao đẳng nghề Bắc Cạn thì một số học sinh sinh viên mới ra trường thì cũng chưa có công ăn việc làm. Từ đó chúng tôi đã liên kết và chúng tôi đã mời được một em, đó là em Thành mà cũng lại cùng quê hương Na Rì của tôi mà cũng không xa nhà tôi, thì tôi sẽ mời em đấy về làm việc và quản lý kỹ thuật cho tôi. Từ đó cũng là tạo một số cái công ăn việc làm cho em mới ra trường chưa có chỗ để làm. Em bây giờ đã học chuyên về thú y thì cũng may là gặp được anh Tuân. Đây cũng là một công việc tốt để em học hỏi theo anh và để sau này em cũng sẽ có cơ hội có giàu kinh nghiệm và có nhiều cơ hội để tự lập một trang trại riêng của mình. Thành sẽ trở thành kỹ thuật viên của trang trại nuôi lợn cùng với anh Tuân và cùng lắng nghe những tư vấn của chuyên gia khởi nghiệp. Vấn đề nhân sự không còn đáng lo ngại. Về lợn giống, anh Tuân sẽ đi thu thập từ giống lợn đen của địa phương. Con giống ấy hiện nay là ở Bắc Cạn ấy có hai huyện, đó là huyện Ba Bể và huyện Bắc Nậm, là một trong những hai nơi mà có rất là nhiều người đồng bào dân tộc Dao cũng như người dân tộc Dông mà họ hiện nay họ đã hàng ngày là họ đã chăn, tức là số lượng khá là nhiều. Mà cái chất lượng con giống cũng như là chất lượng thịt rất là ngon. Và chúng tôi đã liên hệ với một số những người thân, chúng tôi đã nắm được về con giống. Chúng ta phải nắm được cái đặc điểm năng suất sinh sản của nó. Ví dụ như là chúng ta phải xác định được là tỷ lệ đẻ của nó mỗi con trên một nứa là bao nhiêu. Ví dụ như thông thường lợn bản địa này thì có những giống, ví dụ giống măng bóng cái chẳng hạn, thì tỷ lệ đẻ nó rất cao, trung bình có thể lên đến 14-15 con một nứa. Nhưng mà đối với lợn ở Bắc Cạn đây chẳng hạn thì tỷ lệ nó chỉ 7-8 con chẳng hạn. Đấy, mà nó còn phụ thuộc vào cái
cái việc thụ tinh hay là nhảy trực tiếp nữa. Đến thời điểm này, anh Tuân đã vượt qua được 3 tiêu chí của chương trình. Tiêu chí về chuồng trại và con giống vẫn còn bỏ ngỏ. Vậy chuyên gia Vũ sẽ có quyết định như thế nào? Liệu anh Tuân có tiếp tục được tham gia khởi nghiệp với mô hình này hay không? Cái thứ nhất là anh phải hoàn thiện lại chuồng trại theo đúng cái ý tưởng mà anh đặt ra cũng như chương trình tư vấn. Và cái thứ ba là anh cung cấp thêm cho chương trình về cái nguồn gốc con giống. Sau khi mà anh cung cấp đầy đủ thì chương trình sẽ quay trở lại khảo sát lại lần nữa và chúng ta bắt đầu chương trình khởi nghiệp cho cái lần khởi nghiệp tiếp theo đối mô hình nuôi lợn đen bản địa để phục vụ cho nhu cầu thị trường. Như vậy là qua kết luận của chuyên gia thì chúng ta sẽ cùng chờ trong lần khảo sát tiếp theo để biết được là anh Tuân có trở thành nông hộ của chương trình khởi nghiệp hay không. Thế nhưng mà tôi tin rằng là với cái kế hoạch rất là kỹ càng thì hy vọng rằng là anh sẽ sớm thực hiện được các chương trình đã đề ra của mình và chuyên gia sẽ quay trở lại kiểm tra trong một ngày sớm nhất ạ. Chuyên gia nhé, cố gắng giúp em. Một chương trình truyền hình thực tế đồng hành cùng người nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã trong suốt quá trình khởi nghiệp từ khi chọn giống, đến khi thu hoạch và xuất bán sản phẩm. Sau gần 5 năm lên sóng, chương trình đã nhận được hàng ngàn hồ sơ của tất cả bà con nông dân trên cả nước. Riêng năm 2018, hơn 400 hồ sơ đã được gửi về. Ban tổ chức đã lựa chọn được 86 nông hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã để tiến hành hỗ trợ kỹ thuật. Đến nay, 86 nông hộ đã được triển khai, trong đó 15 hộ tham gia lĩnh vực thủy sản, 20 hộ tham gia lĩnh vực trồng trọt, 51 hộ tham gia lĩnh vực chăn nuôi. 60% số nông hộ đã tiến hành thu hoạch sản phẩm, lợi nhuận mỗi năm đều đạt trên 100 triệu đồng, nhiều nông dân thu lợi trên 1 tỷ đồng một năm. Để tham gia chương trình khởi nghiệp, bà con có thể gửi hồ sơ về địa chỉ Ban tổ chức chương trình khởi nghiệp kênh nông nghiệp nông thôn nông dân VTC16, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, địa chỉ 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hồ sơ đăng ký gồm 1. Đơn xin đăng ký tham gia chương trình, nêu rõ kế hoạch sản xuất, diện tích, số vốn, số người tham gia. Nếu là tổ hợp tác, hợp tác xã thì người đứng đầu đại diện viết đơn và có chữ ký của các thành viên còn lại. 2. Sơ yếu lý lịch cá nhân hoặc người đứng đầu tổ hợp tác, hợp tác xã có xác nhận của chính quyền địa phương. 3. Hai ảnh 4x6 của người đại diện hộ, nhóm hộ hoặc đại diện tổ hợp tác, hợp tác xã. Đón xem khởi nghiệp phát sóng 21:10 thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần. Khởi nghiệp VTC16 vì một nền nông nghiệp hội nhập và phát triển. Về với trang trại của anh Tuân, chuyên gia Vũ tới khu chuồng gà để trứng giống mà anh đang nuôi để kiểm tra tình hình của đàn gà cũng như tư vấn cho anh Tuân những điều anh còn vướng mắc trong quá trình chăn nuôi. Thầy cho em hỏi ví dụ bóng điện này mà vì ở đây ấy, ví dụ như mùa lạnh này thì em cho bạt xuống cả ngày thì sẽ không tắt điện được, thì em sẽ để cả ngày trên 16 giờ thì có được không? Bình thường ấy, người ta sẽ dùng cái bạt trần này màu trắng, màu trắng. Thì nó sẽ tăng cái ánh sáng lên, đúng không? Thế nhưng hiện nay anh đang dùng màu đen, thế thì nó đang hấp thụ bớt một phần ánh sáng. Đúng rồi. Thì anh cũng cứ duy trì cũng được, không sao cả. Không bị quá. Trời nắng ấy thì em buổi sáng em sẽ tắt đi một dàn. Rồi. Từ khoảng 9 giờ em tắt đi, rồi 2 giờ em mới mở lại. Rồi. Bên trong này em mới cứ để. Rồi. Là nó giảm bớt đi. Rồi. Thế sợ nó lại quá đi. Cái cường độ chiếu sáng nó quyết định đến tỷ lệ đẻ rất là nhiều. Thế nhưng ngược lại, ví dụ như là nếu mà ban ngày mình vén bạt lên ấy, gần như cái ánh sáng của bên ngoài ấy, nó có thể là choáng ngợp hết cái ánh sáng này. Lúc đó mình có bật chăng nữa thì cái tác động của ánh sáng này ấy, nó cũng rất ít thôi, mà hoàn toàn nó lúc đấy nó sử dụng cái ánh sáng ngoài tự nhiên, được chưa? Thế còn cái câu chuyện là chúng ta nếu thấy ánh sáng nó yếu quá mà chúng ta bật thêm cái bóng điện trong này cũng được, không sao ạ. Rất tốt thôi. Đây là một quả trứng bình thường. Còn đây là một quả trứng hai lòng. Chắc hẳn quý vị và bà con vẫn thường xuyên sử dụng quả trứng như thế này ở trong các bữa ăn hàng ngày. Thế nhưng có bao giờ quý vị thắc mắc là tại vì sao mà trong chuồng gà để trứng lại luôn có những quả trứng hai lòng như thế này không?
Bây giờ hãy cùng nghe lời giải đáp từ chuyên gia Phạm Đức Vũ nhé. Bình thường sẽ có một quả trứng nó phát triển đến đến ngày nó sẽ rụng, nó đi vào ống dẫn trứng, nó hình thành lên và trong vòng 24 giờ nó sẽ tạo ra một quả trứng giống như chúng ta đang nhìn đây. Thế nhưng vì lý do nó đẻ cách nhật, đúng không? Do quá trình chăm sóc nuôi dưỡng hoặc là với lý do gì đấy. Thế thì hai quả trứng cùng nhau và nó rụng cùng vào ống dẫn trứng một lúc, được chưa? Thế thì trong quá trình hình thành trong vòng 24 tiếng đấy thì cái màng giả, màng bọc ấy là nó sẽ tạo thành cái quả trứng hai nặng. Để hạn chế việc đó thì ngoài cái việc mà chúng ta chăm sóc nuôi dưỡng bằng khẩu phần thức ăn đi rồi và chúng ta cố gắng đừng tạo ra các tác nhân stress. Ví dụ như bình thường thì chúng ta sẽ tạo ra những tiếng động bất thường làm cho con gà nó bị ức chế. Thay đổi thời tiết hoặc là thay đổi thức ăn, thay đổi khẩu phần hoặc là thay đổi về bệnh tật, có các tác nhân về bệnh tật thì cái đó nó bị ngừng lại. Thế đến lúc hai quả trứng nó chín cùng một lúc, nó rụng vào thì nó tạo thành trứng hai nặng. Hiện đàn gà hơn 500 con của anh Tuân đang cho trứng giống và anh Tuân bắt đầu tiến hành cho gà ấp nở những lứa gà con đầu tiên. Song song với việc xây dựng mô hình nuôi gà trứng giống thì đồng thời anh Tuân cũng đã đầu tư cho mình một hệ thống lò ấp rất là bài bản như thế này. Anh Tuân ơi, cái lò ấp này thì anh tìm hiểu ở đâu để mà anh xây dựng như này ạ? Bản thân tôi thì cũng đi học là từ gà đến cách ấp nở. Tuy nhiên thì về cái lò ấp nở thì nó lại khó khăn hơn. Thì cũng lại phải lặn lội là đi học tập nhiều nơi, nhiều bạn bè. Và cũng có gọi điện nhờ chuyên gia, cũng như là kể cả chuyên gia Vũ Ngọc Sơn thì chúng tôi đều đã gọi điện đến. Giới thiệu với chuyên gia, với em Trang ở bên kia là lò ấp, bên này là lò nở. Sau khi được 18 ngày thì anh sẽ chuyển sang bên này. Đây, đây hôm nay là 21 ngày. Vâng. Vâng. Đây. Sao không làm cái đế cho nó cao lên tí để đặt tịt xuống đất thế này hơi ấy. Làm một cái giá bằng sắt ấy. Rồi. Cao độ khoảng 10 phân thôi. Vâng. Mình đặt các cái giá đá các khay nở này lên. Gà nở thế nào ấy? Gà nếu hôm nay 21 ngày như này là hơi nở hơi chậm. Nở hơi chậm. Đàn gà này đã ấp đến ngày thứ 21. Theo quy trình, gà phải được nở hết. Thế nhưng, trong lò ấp vẫn còn rất nhiều khay chưa nở. Vậy đâu là câu trả lời? Nhìn vào cái máy ấp này là chúng ta xác định rõ rồi. Nguyên nhân tại sao là gà lở chậm, lở muộn là do cái độ ẩm không đạt. Chúng ta không sử dụng hai cái chậu này được. Và chúng ta làm một cái khay vuông đều ra đáy này. Sau rồi chúng ta đổ nước vào. Và hai nữa là để cho quạt nó khuếch lên, khuếch tán lên thì nó phân phối đều. Vì là có khay sẽ lở nhiều, có khay sẽ lở ít là do cái độ ẩm này nó khuếch tán không đều. Ví dụ như gần nước đây này thì nó sẽ lở đều hơn này. Còn xa nguồn nước, ví dụ góc trong kia chẳng hạn không có nước thì những khay góc trong kia là gần như là chưa lở. Trong này là nhìn thấy độ ẩm, do độ ẩm. Độ ẩm không khí chính là nguyên nhân khiến tỷ lệ gà nở chậm và không đồng đều. Chỉ khi chuyên gia xuống và tư vấn như thế này mới chỉ rõ cho anh Tuân những sai sót để anh có thêm nhiều kiến thức phong phú. Trước đây thì mình chủ yếu là mình tự mày mò và cũng qua thông tin qua điện thoại, qua chuyên gia. Nhưng đến ngày hôm nay trực tiếp là chuyên gia đến đã kiểm tra hướng dẫn, thứ nhất là về tiêu chí chuồng trại, thứ hai là chất lượng con giống, rồi là cách... làm như thế nào để con gà đạt tiêu chuẩn cũng như là trứng đạt tiêu chuẩn. Thì qua ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã biết được rất là nhiều cái kỹ thuật rất là bổ ích, đặc biệt là đối với con gà đẻ trứng mà lại để là ấp nở ra con gà giống. Ngoài gà đẻ trứng giống, hiện anh Tuân vẫn chăn nuôi gà thương phẩm và bao tiêu đầu ra cho các thành viên trong hợp tác xã. Để sản phẩm thịt gà được đưa đến tay người tiêu dùng an toàn từ trang trại đến bàn ăn, vừa qua, anh Tuân đã xây dựng khu chế biến. Và ngoài thịt gà, đây sẽ là nơi chế biến tất cả các sản phẩm của trang trại.
Một khu giết mổ đóng gói bảo quản sản phẩm của hợp tác xã Trần Phú đã được anh Tuân xây dựng để các sản phẩm của mình có thể vươn xa tới những thị trường mới. Và không biết là cái khu giết mổ này thì anh xây dựng từ bao giờ anh? Năm 2019 vừa rồi thì hợp tác xã mới hoàn thành và đưa vào hoạt động từ tháng 10. Muốn đưa cái sản phẩm đi xa, đặc biệt là về các thành phố lớn cũng như là siêu thị hay cửa hàng thực phẩm sạch thì cái đầu tiên nhất thì phải là khu giết mổ phải là đảm bảo tiêu chí, mà hiện nay cái khu vực này chúng tôi đã được cấp phép của Chi cục Thú y tỉnh Bắc Cạn. Mà cái thực phẩm để đưa vào khu giết mổ thì cũng phải có xuất xứ nguồn gốc đầy đủ, có sổ sách theo dõi. Thì lộ trình năm 2030 thì hợp tác xã đã trực tiếp chủ động sản xuất con giống ra và đưa đến người dân, người chăn nuôi, và chúng tôi sẽ tiến hành lập sổ sách theo dõi và có kiểm soát. Từ đó chúng tôi sẽ đưa vào lò mổ này để hoạt động, để tạo ra thành một cái sản phẩm, hay còn gọi là như hiện nay đó là sản phẩm OCOP. Hy vọng rằng là với sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng như thế này thì như anh Tuân đã nói là các sản phẩm mới của hợp tác xã sẽ trở thành những sản phẩm OCOP của địa phương, góp phần vào phát triển kinh tế của địa phương cũng như là mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm có xuất xứ, có nguồn gốc, an toàn và rất chất lượng. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và bài bản của anh Tuân, không chỉ phủ sóng trong tỉnh, sản phẩm của hợp tác xã Trần Phú đã đến được tay người tiêu dùng thủ đô và được đón nhận. Hãy cùng nhìn lại thành quả của anh Tuân đã đạt được trong năm 2019. Năm 2019 thì bản thân em thì tham gia một đàn gà với chương trình khởi nghiệp, thì số lượng tổng lúc đấy là em nhập là 1.920 con. Đấy thì trong cái thời gian nhập đấy thì cũng là thời tiết mưa ẩm kéo dài, cũng như là vào cái dịp Tết này thì nó cũng phát sinh ra nhiều cái dịch bệnh, cái lứa gà đấy cũng thất thoát nhiều. Vâng, thất thoát nhiều. Cũng đợt đấy là thì sau khi trừ chi phí hết đi tất cả đi thì em được là 197 triệu, trong khi đó chi phí là 167, thì rất may là đợt đấy em còn được 30 triệu, và liên kết một số bà con ở địa phương cũng như là một số hộ ở nhiều địa phương khác nhau thì anh lại chuyên bao tiêu thu mua, cũng có năm vừa rồi thì cũng có thu nhập là tiền trăm so với về chăn nuôi gà. Qua đây rồi thì chúng ta lại phải có những cái nhìn nhận đánh giá và chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Vâng. Chúng ta tập trung nhân lực vào. Vâng. Để chăn nuôi cho tốt hơn. Vâng. Nhá. Thì cũng thay mặt cho chuyên gia của chương trình đồng hành cùng anh trong suốt thời gian qua. Vâng. Chúc mừng anh đã có những cái sự thay đổi và có những cái chuyển biến. Những nụ cười rạng rỡ khép lại một năm chăn nuôi đầy vất vả. Năm 2020 này, cùng với những dự định mới, anh Tuân hứa hẹn sẽ mang đến những làn gió mới cho sự phát triển của hợp tác xã Trần Phú. Hy vọng rằng với sự bền bỉ, sự quyết tâm cùng những tính toán hợp lý thì anh Tuân cũng như là các thành viên trong hợp tác xã Trần Phú sẽ vững bước hơn trên con đường chăn nuôi của mình. Còn bây giờ có bất cứ băn khoăn hay thắc mắc gì thì quý vị và bà con đừng ngần ngại gọi điện đến Tổng đài Tư vấn Nông nghiệp của kênh VTC16 1900 6145 để được tư vấn. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại!